Đây là bữa ăn lãng mạn nhất mà tôi từng thấy. Người đàn ông đưa cho cô gái một cái bọt biển, sau đó ông bắt đầu bật công tắc. Dòng nước nối tiếp nhau dâng lên, bong bóng như những viên pha lê lấp lánh, hồ bơi chớp mắt đã biến thành nhà hàng. Sau khi rời khỏi xe lăn, người đàn ông